ở mạng chậm vậy. Hello Minh Đức, nhạc chất trời á. Chào Quang Hiếu. Hello, chào Nhật. Các em xe lại về tường tương tác các bạn ở trong video livestream trước này nhá. Rồi mình bắt đầu. Hello Nhật, hello Ngọc. Thầy không mở bài đổi tao. Không, hôm nay không mở bài đấy nữa. Chào Ngọc Lim. Chào Hoàng Nguyễn. Các em xe nhanh lại về tường giúp thầy nhá. Bạn nào có tâm thì bật xem chung ở trên tường nhà bạn. Hello. Chào Hiền Vũ. Hình như thầy bị thầy rồi. Hello Hoa ca, ca gì đó chưa kịp nhìn. Các em xe thật nhanh lại về tường nhá. Trong tác các bạn là chào Phạm Anh Hùng, chào Nguyễn Thị Bảo Hòa. Ha. 100 bạn thì mình bắt đầu livestream nhá. Mình bắt đầu. Bạn nào chưa xe lại về tường xe ngay, chào Phan Mạnh Hùng. Tối nay xe mạnh mẽ xem nào. Hello. Chào An Mạc Thần, chào Phùng Vân, chào Thái Đức Bình. Hello cả nhà. Thầy bị chặn xe trong các nhóm rồi. Xe nhiều quá bị chặn vào xe trong các nhóm, giờ chỉ có nhờ các em xe giúp thầy thôi. Team offline với team online sẽ giúp thầy cho các nhóm nhá. Hello, chào Lê Duy. Chào Nguyễn Quỳnh Hương. Em còn một câu nữa, cố gắng lên em. Đề hơi bị chất đúng không? Ơ bọn này đi ăn vẫn chưa về à? Chào Duy Ninh. Ngựa chào thầy, hello em. Bạn nào chưa xe lại về tường ngay. Xong rồi tag các bạn của em vào trong video livestream nhá. Hình như nhóm học cùng thầy Minh của thầy chưa ai xe nào giúp thầy đâu. Hết bài này mình bắt đầu mình chiến. Chào Lục Trung Đức, chào Kim Tròn. Lục Trung Đức ơi, Lục Trung Đức xe vào trong cái nhóm live VIP giúp thầy với. Hello 2K1, chào Phan Mỹ. Chào Kim Tròn. Hello. Chào Kim Xuân Phong đây rồi, nhìn thấy Kim Xuân Phong 2K1. Thầy chỉnh một chút lại mạng của thầy tí. À biết ngay bắt nhầm mạng. Rồi, các em xem hình ảnh có nét không? Bạn nào xem hình ảnh nét thì chấm ra để thầy biết đây. Chào Leon, Leon, Leon xe rồi, thank you em. Chào MHT Hương, hello. Chào Leon, Leon, đấy. Chào MHT Hương, chào DT Loan. Hello. Chào An Khói, thi xong mất gốc, thi xong thì cần gì gốc nữa, thi xong thì đi chơi cần gì. An Khói thì chắc là An Bạc Thần. Chào Nguyễn Thư Thủy Nét, ok thank you em. Ok. Cả nhà ai, cả nhà sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì chấm cái để thầy biết rồi mình bắt đầu mình chiến những câu này nhá. Hôm nay mình sẽ chữa full tờ đề này. Tờ full tờ đề này là phần ST trong đề thi đại học. Chú ý nhá, đây là ST trong đề thi đại học phần số 2. Phần số 1 thì thầy livestream thầy chữa cho các em rồi. Hôm nay thì thầy livestream tiếp cái phần số 2. Thầy đã gửi đề cho các em ở trên fanpage. Thế nên là bạn nào mà chưa có đề thì có thể là lên trên fanpage của thầy để lấy đề nhá. Các em nhớ share lại về tường xong rồi tag tất cả các bạn của em vào trong video livestream đấy. Để mà các em cùng có thể theo dõi được video livestream thầy nhá. Chào Nguyễn Hoài Thuận. Hello. Carbohydrate thầy chuẩn bị đến rồi, Nguyễn Ngô Quỳnh Giao nhá. Thầy chuẩn bị đến carbohydrate rồi. Ok. Bây giờ chấm cái mạnh mẽ để mà mình cùng bắt đầu này.
tất cả các bạn cùng đang theo dõi video live stream thấy cùng chấm cái mạnh mẽ để mình bắt đầu hôm nay, mình bắt đầu sớm đúng không? Mình sẽ học sớm cho các bạn. Như các em biết thì tất cả mọi video live stream thầy chỉ trong vòng khoảng độ tầm 60 phút để đảm bảo về tính thời gian cũng như là sức khỏe cho các em, được chưa? Nên là chúng ta chỉ học trong vòng 60 phút thôi và chúng ta phải làm việc trong 60 phút đấy cực kỳ chất. Đề này chất quá, đề này bạn Nguyễn Thị khen đề này chất quá, đúng rồi, ok, cực kỳ chất chứ. Bây giờ em không biết bài tập hóa là gì luôn, vậy em xem xong video live stream này em sẽ biết. Estefenon đây, Trần Hoàng Kim Vi. Ok, các em nhớ comment đáp án nhé. Nhớ rằng là với những cái video live stream của thầy thì các em khi mà các em comment đáp án thì là như vậy thì các em mới học cực kỳ hiệu quả được. Được chưa? Đó. Cái A4, để thầy lấy A4. Tự nhiên nhìn không thấy tập A4 của thầy đâu. Ok, bắt đầu nhá. Các em cùng comment cho thầy đáp án câu số 1 chấm cái mạnh mẽ chính xác. Câu số 1 này. Cùng comment đáp án à. Số 1 đáp án gì? Chào Zuina. Hello em. Let's go, chính xác. Câu số 1. Nhớ rằng là tất cả các video live stream của thầy đều không chém gió. Chúng ta chỉ tập trung vào làm việc của chúng ta thôi. Việc của chúng ta là việc học. Chúng ta sẽ học cực kỳ trâu chó. Ok. Xem xong của thầy học lên luôn, chính xác. Xem xong thầy học lên luôn. Thank you Hiếu Nguyễn. Dám với tất cả các bạn cũng đều biết điều này. Để các bạn cùng... Chính vì vậy nên để các bạn biết đến điều này thì các em nhớ share lại video live stream về tương tác các bạn trong video live stream nhá. Câu số 1 này. Chất béo. Chất béo được định nghĩa là trieste của glycerol và các axit béo. Hello, Georgina. Vậy là đây là trieste rồi, đúng không? Của glycerol, ok. Và axit béo. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án D. Cái đề này của thầy là thầy sắp xếp từ dễ đến khó đấy các em ạ. Nguyễn Thu Thủy, ok, chính xác. Nhớ share lại về tường nhá. 75 rồi. Sang câu số 2 nào. Ui, hôm nọ 2K1 theo dõi thầy lên được 1,3K cơ mà. 2K2 hôm đợt này yếu quá nhỉ, mới được có 70 đứa. Xe thật nhanh về tường xong chấm cái vào trong bình luận để mà cho các bạn cùng biết nhá. Câu số 2 nào. Nhớ rằng là tất cả các mọi video live stream của thầy thì khi mà xe thì các em sẽ có được cái chọn bộ tài liệu ôn thi ổn nhất. Câu số 2 nào. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7g HCO C25. Các em xem nhá. Xà phòng hóa hoàn toàn này HCOO. Có file ở trên có file em ở ngay trên fanpage của thầy nhé. 3,7 vậy thì tìm được số mol là 3,7 chia cho 74 bằng 0,05 mol. 0,05 mol. Thank you em. 0,05 mol bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. NaOH vừa đủ. Ok, vậy hoàn toàn thì chúng ta sẽ tìm được rằng là HCOO Na đúng chưa, mg muối khan này. Vậy muối khan chúng ta là bằng 0,05. Vậy anh này cũng là 0,05. Học xong thương nhớ không nguôi. Thank you Nguyễn Thị Thu Thủy. Đấy, như các em biết thì khi học mà cực kỳ chất, chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian và chúng ta làm việc cực kỳ sảng khoái, đúng không? Chúng ta sẽ tìm được phân tử khối của anh này HCONA thì nó bằng là có phải bằng 0,05 không? Nhân này H là 1 cộng với này COO là 44 cộng với natri là 23 thì bằng 3,4 các em nhé. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò 69 bạn. Xe nhanh đây nào. Hello. Các anh chị 2K1 cũng xe về tường giúp thầy để cho các em 2K2 cùng nhìn thấy nhá. Bất kỳ một anh chị 2K1 nào theo dõi video live stream này nhớ xe rồi giúp thầy để cho các em chị 2K2 cùng nhìn thấy. Các em 2K2 cùng nhìn thấy. Câu số 3 nào. Câu số 3 nào cả nhà. Số 3. Câu số 3. Hoàng Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thu Thủy. Câu số 3 nào mà các em? Thầy đã giải cực kỳ chậm rồi, không biết là các em theo dõi các video giải chậm này các em có hiểu không nhỉ? Mình sang câu số 3 nào. Đấy, các em nhìn đây, đây là đề minh họa năm 2015. Đề minh họa của Bộ Giáo dục năm 2015. Số ST có công thức phân tử C4H8O2. Mà khi thủy phân, số ST có công thức phân tử là C4H8O2. Mà khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit formic. Chúng ta chú ý này, C4H8O2 nhé, mà thu được dạng acid formic thì thank you Thu Thủy. Thu Thủy, các em nhớ share trong tất cả các cái nhóm mà các em làm thành viên nhé. Nhớ share giúp thầy vào trong tất cả các cái nhóm mà các em làm thành viên. Mình có này, acid formic về nó sẽ có dạng là HCOO C3H7. Vậy nó sẽ có hai kiểu. Một kiểu thứ nhất là đây, nếu mà làm nhanh của thầy là 0 cộng 3, 3 có 2, 0 có 1, 1 nhân 2 bằng 2. Nhưng mà thầy sợ là nhiều bạn không hiểu thì thầy viết ra HCOO này, CH2 này, CH2 này, CH3 là một cháu nhá. HCOO này, CH
Đúng chưa? CH3 này. CH3 là hai cháu. Vậy ở đây chỉ có hai cháu. Cũng y xì như phương pháp 3, 4, 5 hay 4, 8 mà thì cũng có hai cháu. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Được chưa? Ok, tiếp tục nhá. Sang câu số 4. Bạn nào chưa share, share lại nhanh về tường nhá. Câu số 4. Sau khi mà like xong thầy sẽ ẩn video live stream nhá, để đảm bảo tính an toàn và tính bí mật. Sau khi mà live stream xong thầy sẽ ẩn video live stream. Nên là nhớ share lại về tường nhá. Share thật nhanh về tường. Nào, câu số 4 nào. Các em cùng comment đáp án câu số 4. Để thầy cho luôn chất nước cất. Thank you em. Dùng skin nhanh, đúng rồi, chính xác. Những cái skin này rất là kinh khủng, đúng không? Nào mình có tiếp tục nào. Các em cùng comment đáp án rồi nào. Câu số 4 đáp án gì? Đun 3g CH3 CO. Đây là câu của đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Đề này có tính cực kỳ mới. Đấy, 8 người bạn rồi. Các em nhanh tay xe lại về tường nhá. Thầy nghĩ là chắc tất cả các bạn ở đây đều là đều mong muốn để học tiếng thật khủng. Thế nên là thầy dạy sẽ là khá là khủng cho các em. Đề có thể mức độ từ dễ đến khó. Đây là trong đề thi đại học mà. Bạn nào chưa xe là nhanh về tường nhá. Đun 3g CH3 CO. Nhớ comment đáp án này. Comment đáp án là thể hiện là em đã làm bài tập. Xem lại được em nhá. Thòng Quốc An. CH3 tên khó gọi quá. CH3 COH cộng với này CH5OH. CH5OH thì dư xúc tác này thu được này CH3 COO C2H5 cộng với nước, đây mũi tên 2 triệu. Số mol anh này là 3. 3 mà chia cho 60 nhỉ? 3 chia cho 60 thì bằng 0,05 mol. 0,05 mol. Đây số mol ban đầu. Thế mà sau khi phản ứng, sau khi phản ứng thì thu được 2,2g CH3COCH5. Vậy chúng ta tìm được số mol bằng 2,2 chia 88. 2,2 chia 88 bằng 0,025. 0,025. Và anh này bằng 0,025. Suy ngược lại 0,025. Đây là số mol phản ứng. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm hiệu suất. Bạn nào chơi xe nhanh lại về tường nhá. Không chốc nó live stream xong thì ẩn đấy. Hiệu suất sẽ bằng số mol phản ứng là 0,025 chia 0,05 và bằng nhân 100%. Bằng bao nhiêu các em nhỉ? 50%. Đáp án đúng đáp án B. Thế đấy, có rất nhiều bạn comment đáp án đúng đáp án B là Phạm Trinh này, Chiến Trần này, Nguyễn Đỗ Ngọc Nguyên. Ok, rất tốt. Hồng Thị Anh Tú, rất tốt, chính xác. Giờ mình sang câu số 5 nhá. Các em cùng comment đáp án câu số 5 nào. Câu số 5 cũng là một trong số các cái câu khá là dễ. Câu số 5 là một trong số các câu khá là dễ. Khá là dễ luôn. Nào câu số 5. Các em cùng comment đáp án câu số 5 thế nào. Các em cùng comment đáp án câu số 5 thế nào. Thank you Thỏng Qua. Đây là những cái bài live stream khá là hay. Nên là sau khi mà live stream xong thầy sẽ ẩn để tránh bị ăn cắp bản quyền nha. Nên là các em nhớ like về, nhớ share về để có tài liệu học. Nhớ xem về tường để sau like. Thầy không. Chào Lê Cẩm Tú. Lê Cẩm Tú vào muộn không sao cả. Hello. Nào mình có câu số 5 nào. Câu số 5 nó bán gì nào các em. Câu số 5 nhá. Đốt cháy hoàn toàn 0,11 mol, 0,11 gram. Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gram 1 STX. Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gram 1 STX. Được tạo nên từ axit carboxylic đơn chức và ancol đơn chức. Vậy anh này este đơn chức. Chúng ta tìm được số mol của CO2 bằng 0,22 chia 44. 5 nhân 1 trừ 3. Số mol nước bằng 0,09 chia 18 bằng, cũng bằng 5 nhân 1 trừ 3 luôn. Vậy mình thấy này. Vậy mình thấy này. Ok, hôm nay thì like sớm. Chào Hiền Nga. Mình thấy số mol nước bằng số mol CO2 đúng không? Mình thấy số mol nước bằng số mol CO2 đúng không? Vậy chắc chắn este này este no đơn họ. Tương đương với, mình cứ thấy số mol nước bằng số mol CO2 tương đương với nó là este no đơn họ. Và do nó là este no đơn họ nên công thức tổng quát nó là CnH2nO2 cộng với lại oxy thì thu được CO2 cộng nước. Ok chưa? Khối lượng este bằng 0,11. Khối lượng của CO2 bằng 0,22. Khối lượng nước bằng 0,09. Vậy hoàn toàn mình bảo toàn khối lượng.
mình bảo toàn khối lượng thì mình có 0,11 này cộng với khối lượng của oxy này bằng khối lượng CO2 cộng khối lượng của nước. Vậy nên đây thì tìm được khối lượng của oxy nhá. Khối lượng oxy bằng này 0,09 cộng 0,22 cộng 0,22 bằng trừ đi 0,11 bằng chia 32 bằng 6,5 nhân 10 trừ 3. 6,25 nhân 10 trừ 3. Trong khi đó anh này bằng 5 nhân 10 trừ 3 này. Anh này bằng 5 nhân 10 trừ 3 này. À câu này để chưa có. Ok, thầy chữa lại cho các bạn cùng theo dõi nhá. Vậy đây thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Thầy có này. Em nhìn kỹ nhá. Nước có một oxy. Vậy là 5 nhân 10 trừ 3 nhân 1 cộng với CO2 có 2 oxy này. 5 nhân 10 trừ 3 nhân 2 trừ đi này. O2 có 2 oxy này. 6,25 nhân 10 trừ 3 nhân 2 được bao nhiêu? Chia cho 2 này. 1,25 nhân 10 trừ 3. Vậy anh này bằng 1,25 nhân 10 trừ 3. 1,25 nhân 10 trừ 3. Vậy hoàn toàn mình tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng 5 nhân 10 trừ 3. 5 nhân 10 trừ 3 chia cho 1,25 nhân 10 trừ 3. Và kết quả chúng ta bằng 4. Số nguyên tử carbon bằng 4, đừng nào tô 4 vội. Đề bài hỏi chúng ta này, số ST đồng phân của X. Và anh này nó là C4H8O2. Chúng ta sử dụng cái skin 345248 của thầy thì mình có gì nhỉ? 0 cộng 3 1 cộng 2 2 cộng 1 0 1 2 thì chỉ có 1. 345248 3 mình có 2. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy mình có 4 đồng phân. Thấy chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 4. Thầy có like lý thuyết xong rồi nhá. Rồi này. Đây là like bài tập. Like lý thuyết thì like xong lâu rồi. Được chưa? Đây là chưa live stream like bài tập. Sang carbohydrate thì lại like lý thuyết tiếp. Wow. Bạn nào chưa share thì tường share thật nhanh nhá. Câu số 6. Mình có 30 câu hôm nay. Và mình đang trong chiến dịch đi săn bot. Những cái bot ở câu cuối là những câu cực kỳ hay. Bạn nào đã loát về làm thì bạn ấy biết rồi. Đúng chưa? Câu số 6. Triolein không tác dụng với chất dung dịch nào sau đây? Triolein. Vậy chúng ta phải biết triolein là gì? Đúng không? Triolein, olein, oleic, C17H33COO. Tất cả 3 lần C3H5. C17H33COO. Có ứng dụng 345, bảo hơn nhá, nhưng mà không phải là 345248. Được chưa? Ôi Lục Trung Đức dã man đấy. Kinh khủng đấy. Nào, mình có này. CH3. Vậy anh này bên trong phân tử, bên trong cấu trúc này nhá, có PCC và có PCOO. PCC thì phản ứng với brom hoặc kiro, vậy là có phản ứng nhá. Đây đề bài hỏi không. Có phản ứng. Được chưa? Anh này là anh este nên phản ứng với đá hoạt đun nóng, phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm. Anh này este cũng có phản ứng với lại nước bởi vì phản ứng thủy phân trong môi trường acid. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Thầy có lịch livestream nhá. Thầy có lịch live cố định đấy, ở ngay trên Google của thầy. Được chưa? Bảo Hân hỏi gì đấy? Nào. Ok chưa? Vậy đáp án đúng chúng là chúng ta là đáp án B. Được chưa? Vậy ở đây mình có là thằng triolein không phản ứng với CO2 lần ở điều kiện thường. Nhớ nhá, điều kiện phản ứng với CO2 hai lần ở điều kiện thường thì nó cần hoặc là axit hoặc là OH đa kề. Bọn này không có. Câu số 7. Số 7 một câu khá là hay. Số 7 một câu khá hay, nhìn trông tưởng vậy thôi nhưng mà rất là dễ các em ạ. Chúng ta chỉ cần nháp nhẹ nhàng một chút là chúng ta có thể ra luôn thôi. Bạn nào chúng ta cùng làm nhé. Chúng ta cùng làm nhé. Nhớ comment đáp án nhé. Để xà phòng hóa 52,8. Từng đây bạn comment đáp án để thầy biết. Để xà phòng hóa 52,8 gam mỗi hỗn hợp 2 ethanol đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau. Cần vừa đủ. Vậy ethanol này, đơn chức này. Vậy công thức tổng quát của nó sẽ là CnH2NO2 đúng không? 52,8 gam. Cần dùng vừa đủ. Chú ý từ vừa đủ. KH, số mol KH bằng 1 x 0,6 thì bằng 0,6 do ethanol đơn chức. Được chưa? Vậy suy ra anh này là bằng 0,6 thì thằng này bằng 0,6. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được phân tử khối này của CnH2NO2 bằng 52,8 chia 0,6. 52,8 chia 0,6 bằng bao nhiêu các em nhỉ?
52,8 chia 0,6 bằng 88. Mà phân tử khối anh này thì có phải là bằng 14N cộng 32 không? Vậy suy ra mình tìm được N bằng 88 trừ 32 bằng chia 14 bằng 4. N bằng 4. Với N của chúng ta bằng 4. Với N của chúng ta bằng 4. Vậy thì hoàn toàn nó là C4. Mà đề bài nói biết cả hai ST đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Lưu ý tráng bạc là HCO. Mà không tham gia phản ứng tráng bạc, vậy là không có đầu H. Thằng này có HCO này, vứt. Được chưa? Tiếp tục nha, C4. Vứt Abana rồi, C4. Thằng này C5. Vứt, đề bài nói, đồng phân mà. 1, 2 này, 3 này. Thằng này có C5, vứt nốt. Vậy chỉ có anh này thỏa mãn C4 này. Đúng chưa? Và thỏa mãn, không phản ứng tráng bạc. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Các em theo dõi video live stream, giúp thầy tag tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này nhé. Một lần share, một lần tag, một lần comment. Đấy là các em đang giúp đỡ thầy có thể đến gần được với tất cả các bạn của em học trong đề thi đại học hơn. Đấy, để làm được những câu chất lừ. Mình có trong câu tiếp theo, câu số 8. Nhớ comment đáp án nha. Những câu này câu rất là dễ. Những câu này câu rất là dễ. Chất quá nên cũng tốn rồi đồng, chính xác. Đề của thầy lúc nào chả chất. Các em nhớ xe về tường công tác các bạn vào trong video live stream nhé. Những bạn thanh niên ở trong lớp live VIP thì xe vào trong lớp live VIP giúp thầy. Ok. Mình chiến đấu tiếp à. Mình chiến đấu tiếp à. Câu số 8 à. Công thức của triolin là. Wow. Triolin thầy vừa viết xong đúng không? C17H33. C17H33. COO tất cả 3 lần C3H5. C17H33. Và anh này xem nào. 17 này. Nhưng mà H là 3 cộng 16 nhân 2. 3 cộng 16 nhân 2. Vứt đi rồi H35. Vứt. Nó có một đôi CC mà. Thằng này là C. 1C này cộng 14 là 15 cộng 1 16. Vứt tiếp. Vậy chỉ còn hai này thôi. Vẫn phải đếm nhỉ. C3 này. 1C này cộng 7 là bằng 8. 81 là 9. 91 10. 10 cộng 5 là 15. 15 cộng 1 16. Vứt tiếp. Nhìn thấy không? 8 này. 9 này. 10 này. 15 này. 16. Vứt tiếp. Vậy chỉ có thể là anh này. Chúng ta đếm lại nhá. Chúng ta đếm lại này. 1 cộng 7 là 8. 1 là 9. Cộng 1 là 10. Cộng 7 là 17. Đúng chưa? C17 đúng chưa? CO đúng chưa? H33 đúng rồi. Đáp án đúng mình là đáp án xe 8C. Lucky chính xác, rất tốt. Tag các bạn vào các bạn học thì mình trên lớp không thể hiện được nữa em ơi, nhưng mà khi mà tag các bạn vào học thì chúng ta học càng đông càng vui, thì chúng ta lại càng có động lực để học. Mà hơn nữa thì nói cho Zunina biết một điều bí mật là em chỉ giỏi khi sống môi trường xung quanh các bạn em cũng giỏi. Còn nếu em tự nhiên em giỏi hơn các bạn em mà các bạn em học kém đi ấy, thì em sẽ không còn động lực phấn đấu nữa, thì em sẽ lại kém đi. Hiểu ý thầy không? Con người chúng ta giỏi khi và chỉ khi chỉ sống ở trong môi trường cực kỳ giỏi. Nào chúng ta sang câu số 9. Câu số 9. Số 9 đáp án gì đây nhỉ? Số 9 đáp án gì nào các em? Cùng comment đáp án thầy xem nào. Số 9. Bạn nào chưa xe là nhanh về tường nhá. Câu số 9 à. Cho 0,1 mol tristearin. Cho 0,1 mol tristearin. Vậy anh này là C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Tác dụng hoàn toàn với NaOH dư. Đun nóng 0,1 mol thì ra được C17H35 COONa cộng với C3H5 OH tất cả 3 lần. Ok. Đề bài hỏi glycerol đường chéo 0,1. Vậy mình tìm được khối lượng luôn. Vậy mình tìm được khối lượng luôn. 0,1 nhân với 92 thì bằng 9,2. Đáp án gì? Các em nhớ nha. Chúng ta chỉ thực sự giỏi khi chúng ta sống xung quanh những siêu nhân. Các em nhớ rằng là khi mình sống bên cạnh các siêu nhân, những người giỏi tương đương mình hoặc giỏi hơn mình, thì mình sẽ có động lực để cố gắng và chiến đấu.
Nhớ lưu lại nhá, câu số 10 nào. Câu số 10, đây là chuỗi video live stream không chém gió, học cực kỳ chất. Mình sang câu số 10. Anconetilic, phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu này dễ lắm. Câu này dễ ẩn ợt. Triolin không tác dụng với siêu hóa này lần nhá, Bảo Hân. Học đi hai con lợn. Anconetilic tác dụng với NaOH. Các em nhớ cho thầy một điều, tất cả các ancol đều không tác dụng với NaOH. Vượt. Acid béo là những acid carboxylic đa chức. Sai. Chúng ta có tổng cộng 4 acid béo và cả 4 acid béo đều là acid monocarboxylic. Acid stearic C17H35COOH. Acid oleic C17H33COOH. Acid linoleic C17H31COOH và acid palmitic C15H31COOH. Tất cả bọn này đều là mono carboxylic. Chính vì vậy nên nhận định đa chức là sai. Ethylene glycol là ancol no. Đơn chức ethylene glycol là CH2OH. Anh này là ancol no đúng, nhưng đơn chức là sai. Anh này có hai chức, phải là ancol đa chức. Được chưa? Khắc phục Lê ơi, em comment vào trong fanpage của thầy nhá. Fanpage của thầy vẫn gửi tài liệu mà, lúc nãy thầy check rồi, nó vẫn gửi mà, nó gửi cho cả thầy mà. Nó vẫn gửi cho cả thầy luôn mà. Nào câu số 11 nào các em. Câu số 11 nào. Câu số 11. Câu số 11. STX có công thức à, tại vì dạy óp nhiều nên là giọng phải hay Lê Bác ạ. STX có công thức phân tử C4H8O2. C4H8O2 à? C4H8O2 phải thấy ghi đây là C4H8O2 này. 2,2 gam X, vậy chúng ta tìm được số mol của X nhỉ? 2,2 mà chia 88 để mà bao nhiêu mol? 2,2. Comment lần 2 mới gửi. Đấy đúng rồi, phải comment lần 2. Chính xác, ok. 2,2 mà chia 88 thì bằng 0,025. 0,025. Được chưa? Vào dung dịch NaOH, chỗ này thầy ghi thiếu nha, NaOH này là 8%. Vậy chúng ta tìm được số mol của NaOH bằng, nhìn này, số mol NaOH bằng, các em nhìn kỹ thầy tìm số mol NaOH nhá. 20 này nhân với lại 8 chia 100 này, ra mở dung dịch này, chia cho 40 này, ra được số mol 0,04. Số mol NaOH bằng 0,04. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y thì chắc chắn là có muối RCONA này. Và tay lưu ý này, NaOH là 0,04 mà số mol STE bằng 0,025. Vậy điều này chứng tỏ chắc chắn 100% là có NaOH dư. NaOH dư. Số mol của muối thì chính bằng số mol STE. Số mol STE để bằng 0,025. Và anh này bằng 0,025. Vậy thì số mol NaOH dư sẽ là 0,04 trừ đi 0,025. 0,04 mà trừ 0,025 bằng 0,015. Được chưa? Đề bài nói chúng ta là cô cạn thu được 3 gam chất rắn khan. Vậy đây là bằng 3 gam. Vậy hoàn toàn đến đây mình có, hoàn toàn đến đây mình có là R cộng với cụm này là 44 cộng 23. Cụm này 44 cộng 23 là cộng với 67. R cộng 67 nhân với lại 0,025 cộng với NaOH là 40 nhân với 0,015 bằng 3 gam. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được R bằng. Nha thầy bấm máy tính nha. Các em cùng bấm máy tính với thầy nhá. 3 này trừ đi này, 40 nhân 0,015. 40 nhân 0,015 bằng 24 này, chia cho 0,025 bằng trừ đi 67 bằng 29. R bằng 29. R bằng 29 thì các em nhớ thầy một chút là 15 thì là CH3, 29 thì là C2H5. Vậy đây R bằng 29, vậy chắc chắn nó là C2H5. Được chưa? Vậy suy ra STE này chúng ta sẽ là C2H5COO, C4 này. Đây có 3 rồi. CH3. C2H5COO, CH3. Vậy nhìn đáp án mình có, chỉ có đáp án D là đáp án thỏa mãn. Ok, Thanh Thủy chính xác. Đấy, Nguyễn Thị Thu Thủy comment sớm quá nhờ. Các em có hiểu bài không? Các em có hiểu câu 11 này thầy giảng không? Những bạn nào mà đang theo dõi video live stream này, nếu mà hiểu thì chấm cái để thầy biết nhé. Để thầy còn có cái động lực để mà thầy giảng cho các em còn dễ hiểu hơn nữa. Nhân tiện đây những bạn nào mà chưa share lại về tường thì nhớ share lại về tường nhé. Để mà cho các bạn các em biết rằng là trên cuộc đời này vẫn còn một ông thầy giọng hay, giải khá là chậm và không chém gió, chữa bài tập cho các em học cực kỳ chất.
Các em nhìn thấy là thầy có rất nhiều các anh chị học sinh đạt được điểm cao, và đây là thầy share ra để cho các em cùng có thể thích môn hóa hơn, yêu môn hóa hơn, để mà từ đó chúng ta đều có thể học giỏi môn hóa hơn. Câu 12 nào các em? 12 đáp án gì nhỉ? 12 đáp án gì bây giờ nhỉ? Cho các phát biểu sau chúng ta cùng làm từ từ nhá. Chúng ta cùng làm từ từ để chúng ta dễ hiểu. Chất béo được gọi chung là triglyceride hay triacylglycerol. Cái nhận xét này hoàn toàn chính xác. Chất béo nhẹ ăn nước, đúng luôn. Không tan trong nước, chính xác. Nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ, chính xác. Nhẹ ăn nước, không tan trong nước, nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ, hoàn toàn chính xác. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Cái này IC nó bị nhảy đây này. Thủy phân chất béo trong môi trường axit phản ứng thuận nghịch, chính xác tiếp. Đúng chưa? Tristerin và triolin, công thức lần lượt. Ste là C17H35, đầy sắt 33 vứt rồi. Vậy mình có số phát biểu đúng là A, B và C. A, B, C. Ông thầy cute dáng đẹp. Ok, thank you Nguyễn Thị Thu Thủy. A, B, C, vậy mình sẽ có 3 nhận định đúng, đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Hoàn toàn chính xác nhá. Mình có tiếp này. Câu số 13. Thế bây giờ thầy comment cái link đề lên trên phần bình luận. Xong rồi bạn nào mà chưa có đề thì bạn ấy share lại nhá. Bạn nào mà chưa có đề bây giờ thầy share lại cái link đề lên trên tường. Xong rồi là bạn nào mà chưa có, xong thầy ghi lại. Xong bạn nào mà chưa có thì kích vào để lấy link đề nhá. Đây thầy share luôn này. Lên rồi này. Nhanh tay. Nhanh tay, bạn nào chưa có thì share lại. Sau đó comment đáp án của 13. Nào. Sau đó chất béo. À đúng mà, Zolina. Nào, mình có nào. Câu số 13 đáp án gì nào các em? Ôi sao tự nhiên bị đứng hình nhỉ? Mạng lác à? Mạng lác hay sao các em? Các em có nghe rõ thầy nói gì không? Các thanh niên có nghe thấy rõ thầy nói gì không? Nào, câu 13 đáp án gì nhỉ? 13 đáp án gì? Thủy phân hoàn toàn 0, 12 là A, C, A, B, C đều đúng nha em nhá. Nào, câu 13. Ô thầy không nhìn thấy cái comment của thầy luôn này. À không comment lên được. Câu 13. Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol. STE cần dùng vừa đủ 100g dung dịch NaOH. Vậy chúng ta tìm được số mol NaOH nhé. Chúng ta tìm được số mol NaOH bằng đây 24% đấy. Vậy chúng ta tìm được số mol NaOH bằng số mol NaOH bằng 100 nhân với 0,24. 100 này nhân 24 này chia 100 này chia cho 40 ra số mol luôn, 0,6. 0,6 mol. Được chưa? Thu được một ancol và 43,6g hỗn hợp muối của hai axit carboxylic đơn trước. Đây là muối của axit carboxylic đơn trước nha. Đây bài hỏi là hai axit đó là gì. Thế vậy ở đây này, mình có này, este của mình cần dùng vừa đủ 0,2 mol một este hỗn hợp muối của hai axit carboxylic đơn trước, mà đây là 24. Câu 13 khá chất. Ok, thank you. 0,2 mol 1 este nhé. 1 este này. Số mol bằng 0,2 này. Mà cần dùng NaOH này. Là bằng bao nhiêu này? 0,6 này. Thu được 1 ancol này. Và này, muối này. Là RCONA này. Thế cứ đặt là trung bình đi. Khối lượng muối là bằng 43,6. Thế vậy ở đây thì có này. 43,6 này. Natri là 0,6. Vậy bảo toàn natri chú hết. Đây do là cần dùng vừa đủ mà. Nên là bằng 0,6. Đúng không? Vậy hoàn toàn đến đây thì có nhé. R này cộng với này 44 cộng với 23 là 67. Thì bằng 43,6 chia 0,6. Các em nhìn kỹ nhé. Các em nhìn kỹ nhé. Nhìn kỹ thầy chữa nhé. Vậy hoàn toàn đến đây ta tìm được R bằng 43,6 chia 0,6 này. 43,6 chia 0,6 bằng trừ đi 67 bằng, vậy R bằng 5,6. R bằng 5,6 thì các em lưu ý này, 5,6 này lớn hơn 1. Vậy là H chắc chắn có anh HCO. Loại này. Được chưa? Vậy là chỉ còn biết là CH3COH hay là CH5COH nữa thôi. Cái này lúc này mới bắt đầu khó. Các em lưu ý cho thầy nhé. Thằng 5,6 này gần bằng 1. Đúng không? Gần tiến tới 1. Vậy chắc chắn một điều. Là cái anh muối HCOONA này nó phải chiếm phần nhiều hơn. Mình có số chức este, số chức COO thì chính bằng 0,6 chia cho 0,2 thì bằng 3 lần. Vậy chắc chắn 100% cái thằng mà
cái thằng ST mình sẽ có dạng O O C này, O O C này, O O C này, đây là H và đây là R. Số mol ST bằng 0,2. Đúng chưa? Vậy muối của chúng ta đây này là HCONA, số mol là bằng 0,2 nhân 2 là bằng 0,4 rồi. Còn của anh là RCOONA, số mol còn bằng 0,2 nữa thôi. Các em hiểu không nhỉ? Các em hiểu không nhỉ? Hiểu thì chấm cái chỗ này để thầy giảng tiếp nhá. Vậy hoàn toàn đến đây này, thầy có khối lượng này. Thầy có khối lượng này. Khối lượng là 43,6 đúng không? Vậy thầy được là R cộng với 67 này nhân với 0,2 này cộng với 0,4 này nhân với cụm này là bằng 68 này thì bằng 43,6. Đến đây thì tìm được R. Đến đây thì tìm được R luôn. 43,6 trừ đi 0,4 nhân 68 bằng chia cho 0,2 bằng trừ đi 67 bằng 15. R của thầy bằng 15. R bằng 15. 15 thì như thầy đã viết từ lúc nãy thì 15 chỉ có thể là zeta thôi. Câu này cực kỳ hay. Câu này cực kỳ hay. Các em hiểu thì chấm cái nhá. Vậy R chúng ta là bằng 15, vậy nó là CH3. CH3 vậy thì chỉ có thể là HCOH và CH3OH mà thôi. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À, ok chưa? Thank you Thoảng Quốc An. Thank you Thanh Thủy. Các em nhớ xem lại về tường nhá. Đây là các em lưu ý này. Đây là một ST mà ăn mà số mol nó là 0,2 mà NaOH đây là 0,6 này. Vậy chắc chắn là ST3 trước đúng không? Chắc chắn là ST3 trước. Nhìn thấy chưa? Thế tiếp tục này. Ra được bảo toàn thì bảo toàn natri thì ra được muối là bằng 0,6 mol đúng không? Vậy hoàn toàn thì có này, phân tử khối R cộng 67 thì bằng 43,6 chia 0,6. Thế là đến đây thầy tìm một phân tử khối nhá. Thầy lấy phân tử khối đấy, thầy trừ đi 67 thì ra được 5,6. Ra bằng 5,6 thì với R bằng 5,6 chắc chắn lớn hơn 1. Đúng không? Một thằng nhỏ hơn một thằng lớn hơn. Vậy đây là chắc chắn lớn hơn 1. Vậy 1 thì chỉ có thể là HCO thôi. Đúng chưa? Không, Bảo Hân những chất như C4H6O2 vẫn 3, 4, 5, 2, 4, 8 thầy vẫn khủng. Thế kinh. Cái này thầy giảng trong lớp live VIP rồi nên thầy không nói ở đây nữa. Không tiện nói ở đây. Ở đây H đúng không? H thì chắc chắn chúng ta là HCONA rồi. Vậy ở đây mình có thằng 5,6 này gần với 1. Vậy chứng tỏ HCONA chiếm 2 thằng. Và một thằng là RCO chiếm 1 thằng. Đúng không? Mà số mol ST mà 0,2. Đây là 0,4. 0,4 mà. Đây có 2 gốc mà. Đúng chưa? Và hoàn toàn đến đây mình tìm được anh này bằng 0,2. Và đến đây mình thì có này. 0,2 nhân phân tử khối. 0,4 nhân phân tử khối. Thì bằng 43,6. Hoàn toàn mình tìm được R. Ok. Đấy nhá. Bạn nào mà muốn xem lại thì bạn ấy có thể mà coi lại video live stream, xem lại về tường xong coi lại video live stream nhá. Mình sang tiếp nào. Mình sang tiếp câu tiếp theo, câu số 14 nha. Vẫn gửi mà tí tí tí. Vẫn gửi mà, bạn nào comment được gửi hết. Em chỉ cần chấm vào bài của fanpage thôi. Em chỉ cần chấm vào bài của fanpage, cứ bạn nào chấm vào bài của fanpage là được gửi ngay lập tức mà. Nào mình có tiếp tục nào. Câu 14 nào các em? 14 đáp án gì nhỉ? 14 đáp án gì nhỉ? Nãy bị lỗi comment, ngồi comment như một thằng tự kỷ. Câu 14 như vừa nãy bị lỗi thật. Đúng chính xác thầy cảm giác thấy lỗi. Câu 14 dễ lắm. 14 dễ ọt luôn. 14 dễ ọt luôn á. 14 cực kỳ dễ luôn. Nào các em thử comment đáp án câu 14 xem nào. Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử carbon trong phân tử gấp đôi nhau. Hai ancol đơn chức carbon trong phân tử gấp đôi nhau. Vậy mình nhìn nhá. Anh này thủy phân đang được CH3OH này. CH5OH gấp đôi nhau. Ok. CH5OH CH3OH gấp đôi nhau. Ok. CH3OH CH3H7 vớt không gấp đôi, gấp 3 vớt. CH3OH CH5OH vớt gấp đôi nhau. Ok. Thế thôi à? Thì bài bảo là C6H10O4, đếm nhá. 1 2 3 4 5 6 đủ. 1 2 3 4 5 vớt C6 mà. 1 2 3 4 5 6 7 vớt nốt. Đáp án đúng đáp án A. Dễ ở đúng không em? Thỏng Quốc An chính xác, Lê Quân chính xác, Jovina chính xác, Nguyễn Thị Thu Thủy chính xác, Nguyễn Duy Dương chính xác, Lục Trung Đức chính xác. Rất tốt. Đấy, comment thật nhiều đáp án nhá. Và share lại về tường giúp thầy. Để mà các bạn của em được học những thầy giáo dạy chuẩn như thầy. Đúng chưa? Không có chém gió, không có nói năng gì nhiều. Chúng ta chỉ tập trung vào chuyên môn thôi. Chúng ta chỉ học thôi. Bởi vì đối với các em, thời gian là quan trọng bậc nhất. Nha. Câu 15. Câu 15. Hỗn hợp X gồm vinyl acetate và metin acetate và etin format. Úi xời ơi, đứa nào mà quen thì nhớ đến câu này là skin gì đây? Skin 01, skin đế mật. Đúng không? Vinyl acetate là CH3COOCH nối đôi CH2. Metinacetat là CH3COOCH3. Etin format là H
COO CH5 đặt A B C 3,08 gram đốt cháy thu được nước. Số mol nước bằng 2,16 chia cho 18 bằng 0,12 mol. 0,12 mol. Thầy có. Thầy có. 1, 2, 3 ẩn. 1 dữ kiện. 2 dữ kiện. Đúng không? 3 ẩn, 2 dữ kiện hoàn toàn được quyền gạch 1 ẩn. Bây giờ trong gần 100 bạn đang theo dõi video live stream của thầy, bạn nào ghét ẩn nào comment cho thầy vẫn. A, em ghét A, B hay C. Chỉ được comment một cái thôi. Thầy gạch cho em xem. Nào bạn nào comment nhanh nhất, thầy sẽ gạch cái chất đó của bạn ấy. Em ghét A, B hay C, gạch cho comment một cái thôi, thầy sẽ gạch cho em xem. Thầy sẽ chọn của bạn nào comment đầu tiên, thầy gạch cho em nhìn. Ghét thằng nào? Linh Chu, A. Biến mất thằng A. Rất tiếc Linh Chu ạ. Nếu em làm biến mất thằng A, đề bài hỏi chúng ta là vinin acetat, thế là 0% à? 0% thì bài này là toi rồi. Chính vì vậy nên là không ai đi gạch A cả, Linh Chu nhá. Thank you Linh Chu đã cho các bạn một bài học. Được chưa? Lê Minh Quang, C. Ok, thank you Lê Minh Quang. Mình không được gạch ẩn A nhé, để bài hỏi A mà. Gạch thằng C, mình có hai ẩn A và B. Được chưa? Không gạch hai được Minh Thắng nhá. Vậy mình có này. À, đầu tiên là bảo toán nguyên tử nguyên tố hydro. Anh này là thằng C4H6O2. Vậy mình có là 6A. Cộng với anh này là 6B. Thì bằng 0,12 x 2. 0,12 x 2. Được chưa? Đến đây bảo toán khối lượng này. C4H6O2 là 86A. Cộng với anh này là bằng 88B. Thì bằng 3,08. Đến đây chúng ta bấm máy tính giải hệ. Thầy có này. A có thể bằng 6 nhỉ. 6 bằng 6 bằng 0,12 x 2 bằng 86 bằng 88 bằng 3,08 bằng. Đấy. Ơ, chỗ này như thầy lỗi sao nhỉ? Thầy bấm nhầm à? Thầy bấm nhầm đấy. Hydro là 6A, 6B đúng không? 6A này, 6B này. Đây là 74. Thầy bấm nhầm cái. Anh này 74, phân tử 0,74. Mắt thầy lé đấy. Mắt lé thông cảm. 86 này, 74 này. 0,01 và 0,03. 0,01 và 0,03. Vậy anh này bằng 0,01. Anh này bằng 0,03. Đề bài hỏi phần trăm khối lượng của vinin acetat. Vậy mình có 0,01 chia cho 0,01 cộng 0,03 thì bằng 25%. Tại sao được bỏ 10 ẩn thì em có thể lên trên YouTube theo dõi lại skin 01 của thầy Bảo Hân nhá. Bảo Hân nhá. Được chưa? Nào chúng ta sang câu số 16 nào các em. Cùng comment đáp án câu số 16 xem nào. Cùng comment đáp án câu số 16 xem nào. 16 đáp án gì cả nhà nhỉ? 16 đáp án gì bây giờ? 16 nghe vẻ hơi cứng nhỉ. 16 này. Thủy phân STZ. Lẽ phải là rớt đại học rồi. Đúng rồi ấy. 16 này. Skin của thầy đúng là thank you Nguyễn Thị Thu Thủy. À, thầy có lại lưu lại video nhá. Em lên YouTube channel của thầy Minh Mielin là xem lại được thôi. Câu 16. Thủy phân STZ. Thủy phân STZ trong môi trường axit thu được hai hợp chất hữu cơ X và Y bằng một phản ứng, kem lưu ý này, bằng một phản ứng có thể chuyển hóa được X thành Y tương đương với X và Y có số nguyên tử carbon giống nhau. Quỳnh nhím xe về tường nhá. Thế vậy này, metin propionat C2H5COOCH3 cụm này và cụm này, thằng này 3 carbon, thằng này 1 carbon, vớt metin acetat CH3COOCH3 cụm này 2 carbon, cụm này 1 carbon, vớt etin acetat CH3COOCH5, thằng này có 2, thằng này có 2, lấy. Nhưng xem này, vinin acetat CH3COOCH nối đôi CH2, thằng này cũng có 2 carbon. Nhưng chú ý này, thủy phân trong môi trường axit thì anh này thu được CH3COOH, đúng chưa? Và CH3CHO, hai này cũng chuyển hóa được nhau, đúng không? Với cả D nữa. Nhưng chú ý này, chất Z không thể là, mắt lé rồi, CD đều được, đúng chưa? Vậy không thể là thằng nào, không thể là thằng nào. Nhìn nhá, CH3OH cũng có thể cộng với lại CO để tạo thành CH3COH. Vậy loại nốt cả B. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Không thể là, lưu ý từ không thể là, đừng để bị lừa nhá.
Methylpropionate thì không có một cách nào sẽ tạo hoạt có thể tạo thành C5COH được. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án A. Và rất nhiều con lừa bị lừa bởi câu này. Câu 17 nè. Câu 17 nè. Tổng số hợp chất hữu cơ no đơn chức mạch hở có cùng công thức phân tử C5H10O2 phản ứng được với NaOH nhưng không có phản ứng trong này. Lưu ý nha, lưu ý nha. No đơn chức mạch hở này. Vậy thì chỉ có xét axit và este thôi. Đúng chưa? Phản ứng với NaOH thì cả axit este đều phản ứng, không phản ứng trắng bạc. Vậy axit 5 bỏ lên một carbon thì 4 3 4 5 2 4 8 có 4 đồng phần axit. Este không phản ứng trắng bạc thì là không có 0 cộng 4. Vậy đầu này đầu HCO không được. Vậy là chỉ có 1 cộng 3 2 cộng 2 1 cộng 3 2 cộng 2 và 3 cộng 1 thôi. 0 1 2 thì chỉ có 1. 3 có 2. 1 x 2 thì bằng 2. 1 x 1 thì bằng 1. 2 x 1 thì bằng 2. Vậy tổng cộng mình có 2 cộng 1 cộng 2 thì bằng 5. Những bạn nào không biết skill này thì tí nữa livestream xong inbox cho thầy nhá. Thầy gửi cho các em link để các em biết được cái skill này. Vậy mình có 4 cộng 5 thì bằng 9. Đáp án đúng đáp án D. Ok chưa các em? Đáp án đúng đáp án D nhá. 4 cộng 5 bằng 9. Câu số 18 khoai hơn một chút. Câu số 18 khoai hơn một chút. Những câu này khoai khoai hơn một chút đấy. Đấy, hôm nay thì cho các em ăn rất rất nhiều khoai. Câu 18 này. Hỗn hợp M. Hỗn hợp M nhớ comment đáp án nhá. Bạn nào chưa xe lại về tường thì xe thật nhanh nhá. Inbox cho thầy nhá. Hồng Anh Thị Anh Tú, những bạn nào không biết skin này thì inbox cho thầy. Hoặc inbox cho bạn Nguyễn Thị Thu Thủy. Nguyễn Thị Thu Thủy sẽ gửi lại link giúp thầy. Câu 18 hỗn hợp M gồm axit carboxylic X, ancol Y đều đơn chức, số mol X gấp 2 lần số mol Y. Chưa nói năng lượng gì. STZ được tạo thành từ X và Y. Đều đơn chức. Vậy axit carboxylic X nó sẽ là RCOH. Ancol Y nó là R'OH. Số mol X gấp 2 lần số mol Y. Vậy thằng này là A thì thằng này là 2A. Và STZ, STZ được tạo bởi thứ hai thằng kia. Vậy là RCOOR' thì đặt STZ là B mol. Tác dụng vừa đủ với NaOH là 0,2. Vậy ngay lập tức ở đây thì có hệ phương trình luôn rồi. Ngay lập tức ở đây thì có hệ phương trình luôn rồi. Axit tác dụng NaOH, este tác dụng NaOH chứ ancol không. Vậy thì có 2B, 2A cộng B thì bằng 0,2. Tạo ra muối RCOONa vừa đủ nên bao nhiêu Na chui hết vào đây. Vậy nó sẽ là 0,2. Inbox cho thầy nhá. Được chưa? Mà đây là 16,4. Vậy hoàn toàn đến đây thì sẽ có này. R cộng với này. R cộng với này. Thúy à? 17 á? 17 đây. 4 thì có 4 nhá. Không có 4 vứt. 1 cộng 3, 2 cộng 2, 3 cộng 1. Được chưa? À, đúng rồi. Tổng bằng 4 à? 1 cộng 3, 2 cộng 2, 3 cộng 1. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 3, 2 x 1 bằng 2, 5 cộng 4 bằng 9. Xét cả axit. Nào, tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Vậy mình có R cộng với cụm này là R cộng với 67. Thì bằng 16,4 chứ không phải 2. Bằng 82. Vậy đến đây mình tìm được R bằng 15. Vậy nó chắc chắn là đầu CH3COO. CH3COO nhá. Vậy axit của chúng ta là một thằng là CH3COO. Vậy loại A, loại C rồi. Mình còn BZ rồi. Được chưa? 8,05 gam ancol. Ancol của thầy là R'OH đúng không? Số mol ancol này là được tạo bởi này. Từ este là B này. Và ancol này là A. Vậy ancol là A cộng B. 8,05. Được chưa? Vậy thì có này. A cộng 2B bằng 0,2. Suy ra A cộng B phải nhỏ hơn 0,2. Suy ra thì có phân tử khối của R'OH thì bằng 8,05 chia cho A cộng B. Và nó lớn hơn 8,05 chia 0,2. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? À mà thầy có 8,05 chia 0,2 bằng 40,25. Mà 40,25 này thì nó lớn hơn 32 là CH3OH. Vậy không thể là CH3OH. Và đáp án đúng chúng ta chỉ còn đáp án D, Nguyễn Thị Thu Thủy. Chính xác. Rất tốt. Rất tốt. Ok chưa? Các em có hiểu cái câu số 18 này không? Những bạn nào hiểu câu số 18 này thì chấm cái nhá. Chấm cái xong xem video livestream lại về tường nhá.
để thầy biết là em hiểu. Sau đó mình sang câu tiếp theo, câu số 19. Mình sang câu tiếp theo, câu số 19. Cho sơ đồ chuyển hóa. Câu tiếp theo, câu số 19. Cho sơ đồ chuyển hóa, tên của Z là. Cho sơ đồ chuyển hóa, tên của Z là. Chúng ta chú ý này. Triolin cộng Hirozu. Triolin mà cộng Hirozu nhá. Thì các em lưu ý nhá. Triolin có phải là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5 không? Thằng này có PCC mà cộng với Hirozu thì chắc chắn nó tạo thành C17H35COO tất cả 3 lần. Thank you Zojina. C3H5. Đúng chưa? Bây giờ cho anh này cộng với NaHZ. Thì có phải nó tạo thành C17H35COONa không? Thằng này cho cộng với HCl nữa. Thì có phải nó tạo thành C17H35COOH không? Vậy Z chắc chắn là C17H35COH. Mà C17H35COH thì chỉ có thể là acid stearic. Đáp án đúng, đáp án D. Câu 18 thì Phan Thị Thanh Tuyền, tí nữa em xe lại về tường xem em tua lại là ok em nhá. Được chưa? Nào, câu 19 đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Chúng ta tiếp tục nha, chúng ta tiếp tục nha. Sang câu số 20 nè. Câu số 20. Quen quá các em ạ. Quen quá, lại skin gì đây? Lại skin này, để đại học khối B nó hành lại mọi người. Lại skin đếm ẩn. Các em chú ý rằng là học thầy thì ngoài cái việc mà nghe bài giảng cực kỳ chất, Các em lại còn được quẩy những phương pháp siêu dị, siêu đặc biệt, cực kỳ nhanh. Không ai có, chỉ muốn thầy có. Nào, cày cho thầy nào. Câu 20. 20 chúng ta sử dụng phương pháp gì các em nhỉ? 20 chúng ta sử dụng phương pháp gì? 20 chúng ta sử dụng phương pháp gì? 20 chắc chắn chúng ta lại sử dụng skin đếm ẩn. Hỗn hợp X gồm acid palmitic. Nhìn nhá. Acid palmitic C15H31COH. Acid stearic C17H35COH. Acid linoleic C17H31COH. Đặt A, B, C. Được chưa? Được chưa? Cộng với trung hòa thì cần NaOH. Chúng ta tìm số mol NaOH bằng 0,04 × 1 bằng 0,04. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình đã có hệ là A cộng B cộng C bằng 0,04 rồi đã. Đốt cháy hoàn toàn thì thu được CO2. CO2 là 15,232 chia cho 2,4 bằng 0,68 mol. Số mol nước 11,7 chia 18 bằng 0,65. Nước 0,65. Vậy thầy bảo toàn carbon nhỉ. 15 cộng 1 là 16A. Cộng 17 cộng 1 là 18B. 17 cộng 1 là 18C bằng 0,68. Phương trình tiếp theo là bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro. 31 cộng 1 32A. 35 cộng 1 36B. 31 cộng 1 32C bằng 0,65 × 2. 0,65 × 2 bằng 1,3. Vậy đến đây chúng ta giải hệ này mình ra được ABC. Giải hệ này chúng ta ra ABC. 1 bằng 1 bằng 1 bằng 0,04 bằng 16 bằng 18 bằng 18 bằng 0,68 bằng 32 bằng 36 bằng 32 bằng 1,3 bằng A bằng 0,02. B bằng 5 × 10⁻³. C bằng 0,015. Vậy số mol của axit linoleic đây bằng 0,015. Ok chưa? Dễ không? Vậy đáp án đúng đáp án à. Dễ ợt. Cả nhà có hiểu bài này của thầy không? Thầy giảng bài này cả nhà hiểu chứ? Hiểu thì chấm cái để thầy biết nha. Câu số 21 nè. Câu lý thuyết. Chuẩn thuần lý thuyết luôn. Câu số 21 nè. Câu số 21.
Cho dãy các chất. Số chất cho dãy cho khi thủy phân trong dịch nào mắt du đun nóng sinh ancol là. Giờ thầy viết cho các em nhìn nhá. Đầu tiên anh phenyl acetat. CH3COOC6H5 mà cộng với NaOH ấy thì nó thu được là CH3COONa. Chú ý nhá, lưu các phương trình này vào về nhá. Những phương trình này rất hay thi. ONa cộng nước, vậy cái này không thu được ancol. Anilin acetat này. CH3COOCH nối đôi. Sorry nhầm, CH2 CH nối đôi CH2 cộng NaOH này thì thu được này. CH3 này, COO này, Na này cộng với này CH2 CH CH2OH. Thu được ancol. Ancol đây đúng không? Metinacetat này. CH3 COO CH3 cộng NaOH thu được CH3 COONa cộng với CH3OH. Metinacetat lấy tiếp. Ethyl format này. HCOO C2H5 cộng với NaOH để tạo thành HCONa cộng với lại C2H5OH này. Lại lấy tiếp này. Đề siêu khó khổng lồ có skin thầy Minh là giải được. Minh B là gì hả Quỳnh Nhím? Đừng có chọc thầy. Tripalmitin C15H31COO 3 lần C3H5 cộng NaOH. Chỗ này nó phải ăn 3 NaOH để tạo thành C15H31COONa cộng với lại C3H5OH 3 lần ancol. Lấy nốt. Kèm nhớ lưu lại những cái này về nhá. Những cái này là những cái rất hay thì. Vậy tổng cộng mình có 1, 2, 3 và 4. Đáp án đúng đáp án. À, ok. Mình có sang câu tiếp nè. Câu số 22 nè. Câu số 22 nè. Cho m gam hợp chất hữu cơ đơn chức X. Cho m gam hợp chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với NaOH. Đây là 8% nhá. Đây là 8% nhá. Vậy hoàn toàn thì có này. Thì cứ gọi là đây tất cả nó là este này. Đúng chưa? Phải đặt tất cả nó là este này. RCOOR phải này cộng NaOH này. Thì tìm được số mol NaOH luôn này. 50 này nhân 0,08 này. 50 nhân 0,08 chia cho 40. 0,1 mol. Vừa đủ nhá. RCOONa. Vậy anh này 0,1 9,6 ancol là R,OH 0,1 3,2. Hoàn toàn thì tìm được này. R phải cộng với chỗ này là 17 này. Thì bằng 3,2 chia 0,1 bằng 32 này. Vậy thì tìm được R phải bằng này 32 trừ 17 bằng 15 này. Vậy chắc chắn anh ancol này nó sẽ là gì? CH3OH acid nha. R huy xe lại về tường tác các bạn trong lớp góp vào đây nhá. Cộng với CONa là cộng với 67 thì bằng 9,6 chứ 0,1. Đến đây chúng ta tìm được R bằng 96 trừ đi 67 thì bằng 29. Vậy chắc chắn anh này sẽ là C2H5COONa. Vậy đầu này là C2H5COOCH3. CH5COOCH3 đáp án đúng, chúng ta đã đáp án B bỏ. Ok, vô tí hòn chính xác. Rất tốt. Vua tí hòn như thi xong rồi nhỉ. Câu 23 nào, câu 23 nào, câu 23 nào. 23 thì gần tương tự với câu 21 nhỉ. 23 thì gần tương tự với câu 21 nên thầy chữa nhanh nhá. 23 gần tương tự với câu 21 rồi nên là thầy chữa nhanh nhá. Cho các este này, dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH, đun nóng sinh ra ancol. Ethyl format là 1. Vinyl acetat là sinh được anhít. Triolein là 2 và metinacrylat là 3. Được chưa? Vậy là có 1, 3, 4. 1, 3, 4 thì đáp án đúng của mình là đáp án B. Rất tốt, Vũ Quang Huy. Chính xác. 24 nào. 24 nào cả nhỉ? 24, thi xong rồi. Thi xong rồi, Vũ Tiêu Hon xe lại về tường xong rồi tác các em 2K3 vào, với 2K2 vào giúp thầy nhá. Để cho các em mới nhìn thấy thầy live stream. Không các em cứ bị học lệch lạc. Năm ngoái Vũ Tiêu Hon học thầy thì Vũ Tiêu Hon biết rồi. Đúng không? Giới thiệu thầy với các em nhá.
Thank you em. Câu 24 này. Hóa hơi hoàn toàn. Hóa hơi hoàn toàn 4,4 gram 1 STX mạch thở. À, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gram khí oxy. Vậy hoàn toàn thì có số mol ST chính bằng số mol oxy và bằng 1,6 chia 32. 1,6 mà chia 32. 0,05. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được phân tử khối của ST sẽ bằng 4,4 chia 0,05 bằng 88. Đúng chưa? Bằng 88, khổ nỗi. Thằng này 88, thằng này 88, thằng này 88, có mỗi thằng này 102 nên loại được thằng này. Tiếp tục nha, tiếp tục nha. Mặt khác thủy phân 11 gram X RCOOR phải 11 mà chia 88. 0,125. Bằng dung dịch NaOH dư thì thu được muối chúng ta là RCOONa 10,25. Số mol là 0,125. Vậy nên mình tìm được R cộng với 67 bằng 10,25 chia 0,125. Đến đây mình tìm được R bằng 10,25 chia 0,125 bằng trừ đi 67 bằng 15. R bằng 15 vậy chỉ có thể là CH3CO loại hành này. Đáp án đúng đáp án. Đây bỏ. Rất dễ. Quỳnh Nhím tốt, Vũ Quang Huy tốt, Lục Trung Đức tốt, Thanh Thủy tốt, rất tốt. Câu 25 nào. 25. 25 đáp án gì bây giờ nhỉ? 25 đáp án gì bây giờ nhỉ? Cho các phát biểu sau. Phát biểu nào đúng? Cho các phát biểu sau. Phát biểu nào đúng? Phát biểu nào đúng nhỉ? Tất cả các anhít đều có cả tính oxy hóa và tính khử. Cái này chính xác. Tất cả các axit carboxylic đều không tham gia phản ứng trang bạc. Sai, HCOH vẫn tham gia phản ứng trang bạc. Phản ứng thủy phân ST trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Cái này đúng. Tất cả các ancol no đa chức đều hòa tan được CO2 hai lần. Sai. Ví dụ anh này sao? Anh này không phản ứng với CO2 hai lần tại vì nó đa nhưng không kể. Vậy thì có là 1 và 3. 1 và 3 là nhận định đúng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Hello. Ngán quá à Cao Khang. Cao Khang xe lại về tường xong rồi tác em 2K2 vào đây giúp thầy nhá. Câu 26 nào. Câu 26 chỗ này thầy bị in lộn không biết câu 26 đâu. Đây 26 đây rồi. 26 nào. Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ nào sau đây? Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là em nhìn nhá. Thằng này có 2 carbon này, nhưng thằng Z chắc chắn có 2 carbon. Nên chắc chắn thằng Y có 2 carbon. Đúng chưa? Thằng Y có 2 carbon mà phát ứng với AgNO3 trong NH3. Vậy thì nó chỉ có thể là CH3 CHO. Vậy anh này thủy phân làm sao ra được CH3 CHO? Không ra CH3 CHO vớt. Không ra CH3 CHO vớt. Không ra CH3 CHO vớt. Ra CH3 CHO. Dễ rồi, chính xác em ạ. Mình like 1 tiếng thôi. Học vậy thôi. Bởi vì 1 tiếng hóa, 1 tiếng toán, 1 tiếng lý là đủ rồi. Chứ các em mà like dài quá, các em học mệt mỏi mà nó không hiệu quả. Phí thời gian nhá. Chính xác Lục Trung Đức. Dễ không? Em nhìn kỹ câu này dễ không? Thầy nhắc lại này. Anh này 2 carbon, suy ra 2 carbon, suy ra 2 carbon. 2 carbon và tác dụng AgNO3 trong đợt 3 chỉ có thể là CH3 CHO. Thằng này thủy phân không ra, không ra, không ra. Chỉ muốn thằng này ra CH3 CHO, chọn thằng này luôn. Khủng không? Mình có tiếp nha, câu 27 nào. 27 đấy. Đề của thầy càng ngày càng khó lên. Tốc độ khó tăng dần lên. 27. Khi cho 0,15 mol ST đơn chức X tác dụng với NaOH dư, sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam. À, thì chúng ta xem nhá. ST đơn chức X nó là RCOOR phẩy này. Số mol là 0,15 này. Mà tác dụng với lại NaOH mà lượng NaOH phản ứng là 12 chia 40. 0,3 mol. Nhìn nhá. NaOH NaOH là 0,3, thằng này 0,15. Nguyễn Thị Thu Thủy ơi. Tiếng Anh like thì em học tiếng Anh của thầy Linh Cani là ok nhất.
0,3 mà chia cho 0,15 thì bằng 2. Đúng không? Vậy là ST đơn chức mà lại là 2. Vậy điều này chứng tỏ nó là ST của phenol. Bởi vì chỉ có ST của phenol mới ăn theo tỷ lệ 1:2 mà là đơn chức. Nha. Khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được, vậy chắc chắn ta sẽ thu được là RCONA và R'ONA. Tổng khối lượng bọn này bằng 29,7 cộng với nước 0,15. Số độ phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên, với anh này bằng 0,15 này. Anh này em bằng 0,15 này. Được chưa? Thế thì ở đây thầy đi bảo toàn khối lượng là thầy tìm được, là thầy tìm được khối lượng của thằng ST. Đúng không? Thầy bảo toàn khối lượng nha. Thầy có MST cộng với 0,3 nhân 40 thì bằng 29,7 cộng 0,5 nhân 18. Đến đây mình tìm được MST. 0,5 nhân 18 cộng với 29,7 trừ đi 0,3 nhân 40 bằng 26,7. Vậy MST bằng 26,7. Hoàn toàn đến đây thì tìm được phân tử khối của ST RCOR phải sẽ bằng 26,7 mà chia cho 0,15, càng xuống dưới các câu càng hay, bằng 178. Vậy suy ra ở đây thì có R cộng với R phải sẽ bằng R cộng với R phải ở đây của thầy sẽ bằng bao nhiêu? 178 mà trừ đi 44, 134. Thế mà ST của phenol thì chắc chắn nó sẽ có dạng là RCOC6H mấy nhỉ? Chúng ta thử nhá, chúng ta thử nhá. Đây là chắc chắn ST của phenol đúng không? Bây giờ nó sẽ là RCOC6H4R phải. Từ từ cộng này làm gì? Bằng 178. Vậy thì có R cộng R phải. Thế này cho dễ. Thì bằng 178 trừ đi cụm giữa này 44 trừ đi 12 nhân 6 trừ đi 4 bằng 58 chia cho 14 gần bằng 4. Gần bằng 4. Đúng không? Cụm này gần bằng 4. Vậy suy ra chắc chắn cái ST này thầy nó sẽ có dạng gì? Nó sẽ có dạng gì? Mà 58 này, 58 178 đúng nhỉ? 26,7 thì từ từ thì tính lại nhá. 0,15 tính nhầm rồi. Chỗ này 0,15. 0,15 nhân với lại 18 cộng với 29,7 bằng trừ đi 0,3 nhân 40. Lỗi, 20,4. 20,4. 20,4 mà chia 0,15. 136. Biết ngay. Sorry. 136 mà trừ đi 44 trừ đi 12 nhân 6 trừ đi 4 bằng 16. 16 vậy chỉ có thể là H. Đúng không? COO C6H4CH2. Đây, đây. Đúng không? Vậy chỉ có thể là anh này. Được chưa? Vậy khi mà chỉ có thể là anh này thì ta có số đồng phân đầu tiên là CH3COO C6H5 là một anh. Anh thứ hai là HCOO C6H4CH3. Các em lưu ý anh này này thì có đồng phân này. Đây đầu HCOO nhá. CH3 còn đến 1 2 3 3 cộng 1. Tổng cộng chúng ta là có 4 đồng phân. Đúng chưa? 1 2 3 nhá. 1 2 3 nhìn nhìn thấy không? Đây này. 1 2 3 cộng 1 nó là 4. Đèn này lửa rất chất. 4 đồng phân. Ok chưa? Các em hiểu không? Các em hiểu không? Khó không? Sang câu 28 nha. Sang câu 28 nha. Các em nhìn kỹ nha, câu 28 này. Thầy chữa câu 28 này. STX no đơn chức mạch hở, không phản ứng trắng bạc. Lưu ý từ không phản ứng trắng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X. Đốt cháy 0,1 mol X. Rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn nó dính nước vào trong dư. X này. No đơn chức mạch hở là CnH2NO2 này. 0,1 này. Cộng oxy này. Thu được CO2 này. Được chưa? Nước vào trong này. Hấp thụ vào CaH 2 lần này. 0,22 này. Vẫn thu được kết tủa. Chúng ta lưu ý điều kiện để sinh ra kết tủa là OH trừ chia CO2 phải lớn hơn 1 thì mới sinh ra kết tủa. OH trừ đây là bằng 0,2 nhân 2 là bằng 0,44. Lớn hơn
số mol CO2. Vậy là số mol CO2 nhỏ hơn 0,44. Vậy suy ra số nguyên tử carbon sẽ nhỏ hơn 0,44 chia n cháy là chia cho 0,1. Vậy là nhỏ hơn 4,4. Vậy carbon là nhỏ hơn 4,4. Được chưa? Carbon của X nhỏ hơn 4,4. Nha, đây là carbon của X nhỏ hơn 4,4. Tiếp tục. Thủy phân X bằng dịch NaOH thu được hai hợp chất hữu cơ Y và Z. Có carbon trong Y bằng carbon trong Z. Mặt khác ta lại có carbon trong Y cộng carbon trong Z bằng nhón 4. Thì nó có thể là bằng 1, 2, 3, 4. Dĩ nhiên do hàng này bằng nhau nên loại 1, loại 3 chỉ có thể là 2 và 4. Hoặc là Y có 1 carbon và Z có 1 carbon để cộng tổng bằng 2. Thì nó là HCOOCH3. Mà đề bài nói không có phản ứng tráng gương. Vớt. Đúng chưa? Vậy chỉ còn 4. 4 là 22. 2 chỉ có thể là CH3COOCH5. Đúng chưa? Vậy ta tìm được phần trăm khối lượng của oxy cho hàng này bằng 32 chia 88 thì bằng 36,36%. 36,36. Vậy phần trăm khối lượng bằng 36, gần bằng 36,26. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Rất tốt Quỳnh Nhím, rất tốt Nguyễn Thị Thu Thủy. Mình sang câu 29 nha. Mình sang câu số 29 nào. STX được tạo thành từ ethylene glycol và hai axit carboxylic đơn chức. Vậy R1COOCH2, R2COOCH2. Trong phân tử este có số nguyên tử carbon nhiều hơn số nguyên tử oxy là 1. Oxy có 4. Vậy carbon nó sẽ là R1 này cộng với 2 này cộng với này 2 này cộng với R2 này. Nhiều hơn 4, 1 là bằng 5. Vậy suy ra thì có R1 cộng R2 bằng 1. Vậy chỉ có thể là 0 cộng 1. 0 thì tương ứng thằng này là H. Thằng này là CH3. Được chưa? Vậy nó là gì nhỉ? HCOOCH2 CH3COO CH2 làm lần thứ N. Rất tốt. Phản ứng với NaOH. 2 trước thì ăn 2 NaOH. Số mol NaOH bằng 10 chia 40 0,25. Vậy anh này bằng 0,125. Do lấy 0,25 nhân 1 chia cho 2. Vậy thì tìm được khối lượng 0,125 nhân 1 cộng 44 cộng 14 cộng 14 cộng 44 cộng 15 16,5. Gì? Bot của tối ngày hôm nay. Cả nhà ơi, cả nhà sẵn sàng săn bot chưa? Bot của tối ngày hôm nay. Chấm cái để chúng ta cùng chiến với bot của tối ngày hôm nay nào các em. Chấm một cái để chúng ta cùng chiến với bot của tối ngày hôm nay. 2STXY có cùng phân tử C8H8O2 chứ phòng bên gen trong phân tử 6,8 carbon hợp cùng XY. Thầy cứ ghi C8H8O2 nhá. Thầy tìm được số mol này, 6,8 chứ phân tử khối. C8H8O2 là bằng 12 nhân 8 cộng 8 cộng 32 bằng 6,8 chia N bằng 0,05. Tác dụng với NaOH dư. NaOH phản ứng tối đa là 0,06. Oh. 0,06. Mình thấy này, số mol NaOH chia số mol este bằng 0,06 chia 0,05 1,2 lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. 1 là este của ancol, 2 là este của phenol. Được chưa? Vậy thằng này là 1,2, thằng này 1, thằng này 2 này. 2 trừ 1,2 bằng 0,8, 1 trừ 1,2 bằng 0,2. 0,2 chia 0,8 bằng 1/4. Mà tổng số mol este bằng 0,05. 0,05 chia làm 5 phần, vậy mỗi phần bằng 0,02. 0,08. Ok chưa? Nào tiếp tục này. Duy Anh chưa báo điểm cho thầy đâu nha.
Comment gì? Thầy đợi mãi điểm của Duy Anh đấy. Được chưa? Vậy tiếp tục này. Tiếp tục này. Thầy viết lại cho chúng ta nhá. Về ở đây thì có này. C8H8 O2 thì mình có là ST phenol này. Và ST của ancol này. ST của phenol là 0,02. ST của ancol là 0,08. Cộng với NaOH. Khối lượng của 2 ST này là bằng 6,8 gram. Cộng NaOH. NaOH này là bằng 0,06. Thu được 4,7 gram 3 muối. Chắc chắn có ancol. Chắc chắn có nước. Số mol nước chính bằng số mol este của phenol 0,02. Số mol ancol thì chắc chắn bằng số mol este của ancol 0,08. Được chưa? Vậy đến đây thì bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. À 0, à đúng rồi sorry 0,01 và 0,4. Thank you. 0,01 và 0,4. 1 4 cảm ơn các em. Mắt lé đấy. 4 1 mày thế cả nhà. Thank you, thank you, thank you. Georgina, thank you em. 6,8 này cộng với này. 6,8 này cộng với này. 0,06 nhân 40 này bằng 4,7 này. Cộng M ancol này. Cộng M nước này là 0,01 nhân 18 này. Đến đây ta tìm được M ancol nha. 6,8 cộng với 0,06 nhân 40 trừ đi 4,7 trừ đi 0,01 nhân 18 bằng 4,32. 4,32. Vậy nên cho ta tìm được phân tử khối của ancol. Bằng 4,32 chia cho 0,04 bằng 108. Phân tử khối của ancol bằng 108 suy ra nó là ROH thì bằng 108. Suy ra R bằng 108 trừ 17 bằng 91. R bằng 91 thì chỉ có thể là C7H7OH. Đây, cụm này bằng 91. 12 x 7 cộng 7 bằng 91. Mà nó là ancol nhé. Vậy nó chỉ có thể là C6H5CH2OH. Vậy chắc chắn cái thằng este của ancol sẽ là HCOO CH2C6H5. Vậy chắc chắn một muối nó sẽ là HCOONa với số mol bằng 0,04. Este của phenol lúc này chắc chắn chỉ còn có thể là CH3COO C6H5 để sinh ra được cả phenol và sinh ra được cả một muối khác, do đây là ba muối nên anh này sẽ là CH3COONa và thằng đó là C6H5ONa. Số mol là 0,01 và 0,01. Đề bài hỏi. Khối lượng muối của axit carboxylic phân tử khối lớn. Đây có hai muối axit carboxylic HCONa và CH3COONa. Đúng không? Thằng này là 0,04, thằng này 0,1. Vậy khối lượng của thằng có phân tử khối lớn hơn là bằng 0,01 nhân 82. 0,821. 0,82 gram. Đáp án đúng đáp án. À. Buổi livestream tối ngày hôm nay của chúng ta tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các em vào buổi tối hôm sau. Dự kiến là tối thứ tư. Các em nhớ theo dõi thầy thật kỹ để chúng ta chinh phục tất cả các câu este khó. Buổi sau chúng ta là buổi livestream este trong đề thi học buổi số 3. Bye bye, chào tạm biệt. Những bạn nào muốn đăng ký khóa live VIP của thầy thì hoàn toàn inbox cho thầy nhá. Chào tạm biệt cả nhà, chúc ngủ ngon.